Sống An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong quan niệm của nhiều người, tuổi 50 là khoảng thời gian được ví như độ tuổi hoàng kim vì lúc này chúng ta đã có sự nghiệp vững chắc, tâm tín chín chắn. Tuy nhiên, giới y khoa lại coi đây là thời kỳ bùng nổ của các loại bệnh tật nguy hiểm. Bởi vậy, để giữ gìn sức khỏe ở vào độ tuổi này, chúng ta nhất định cần quan tâm đến cơ thể nhiều hơn. Vậy vào giai đoạn sau 50 tuổi, cần làm gì để sống khỏe mạnh và trường thọ? Các nhà khoa học đã tiết lộ rằng, bước vào giai đoạn này có 3 thứ sau đây tốt gấp trăm lần thuốc bổ. Nếu duy trì đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ sống rất khỏe mạnh hay thậm chí là sống lâu đến cả trăm tuổi nữa đấy. Để biết về 3 thứ mang yếu tố quyết định này, hãy cùng Xuân Lạc theo dõi video ngày hôm nay quý vị nhé! Người trên 50 tuổi có 3 thứ này tốt gấp ngàn lần đồ bổ, nhất định cần phải giữ gìn. Đầu tiên, ngủ ngon 3 giấc. Dân gian ta vẫn thường nói rằng bổ thuốc không bằng bổ thực không bằng bổ giấc. Giấc ngủ sâu và ngon đánh bại vô số thuốc bổ, sức khỏe cường tráng sẽ có tinh thần tốt. Thứ nhất là phải ngủ ngon giấc ngủ dài. Bạn hãy đảm bảo giấc ngủ ban đêm tương đối dài là tốt nhất. Khi bạn còn trẻ, bạn có việc làm, có con cái, bạn không thể quy hoạch được giấc ngủ. Khi bạn tuổi đã cao hơn, bạn cần tự chăm sóc bản thân. Đây cũng là bước đầu tiên hướng tới sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc. Tốt nhất là ngủ trước 10 giờ đêm, muộn nhất cũng phải ngủ trước 12 giờ. Buổi sáng thức dậy lúc 6 giờ hoặc 7 giờ để đảm bảo một đêm ngủ đủ 7 giờ đồng hồ. Thứ hai là ngủ tốt giấc ngủ trưa. Ngủ giấc ngắn mỗi ngày là giấc ngủ trưa. Thời gian ngủ trưa của người già khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngủ trưa không quá 1 giờ có thể mang lại rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như làm giảm huyết áp, bệnh tim mạch vành, tăng trí nhớ và cải thiện khả năng miễn dịch, giảm mệt mỏi và thư giãn tinh thần. Phải nhớ thời gian ngủ trưa không được quá dài, nếu không sẽ gây phản tác dụng, càng ngủ càng mệt mỏi hơn. Thứ ba là ngủ tốt giấc ngủ bù. Tinh thần và năng lượng của người cao tuổi tương đối kém, thường hay ngồi nhiều, đang xem TV có thể ngủ thiếp đi, thường 10 đến 20 phút là thức dậy. Đây là một phương pháp góp gió thành bão để giữ trữ năng lượng, có thể giúp tăng cường tinh lực và dẫn truyền cảm hứng. Tiếp theo, làm tốt ba mặt. Cuộc sống có ba mặt là khó làm tốt nhất. Mặt sĩ diện, mặt tình cảm, mặt thương trường. Người lớn tuổi phải làm tốt ba mặt này, không thể không làm, càng không thể làm sai. Tốt thứ nhất là giữ lấy sĩ diện. Cây sống nhờ vào một lớp vỏ, người sống nhờ vào khuôn mặt. Sĩ diện ở đây thực sự là nhân cách và tôn nghiêm của một người. Chúng ta phải yêu nó và bảo vệ nó. Khi già đi càng phải giữ lấy sự tôn nghiêm, lương thiện và chính trực, hòa đồng thân thiện, thấu hiểu sự đời, khoan dung. Đây là những gì mà người cao tuổi phải giữ lấy. Tốt thứ hai là giữ lấy tình cảm. Người cao tuổi khi nói về tình cảm, điều cấm kỵ nhất là cái gì cũng muốn. Mọi thứ phải cần phải kiểm soát quá nhiều. Đối với con cái, họ thất vọng vì không thể làm tất cả mọi thứ. Đối với người thân và bạn bè, hàng xóm thì lại quá để ý đến sĩ diện. Kết quả là cuộc sống phải chịu đựng, buồn phiền vì không thể có được điều họ thực sự mong muốn. Tốt thứ ba là ít so đo gia cảnh. Người đến tuổi già thường so đo gia cảnh, cạnh tranh với nhau. Khoe ra sẽ chỉ làm tăng sự bất hòa và đố kỵ. Không bằng biết tự lượng sức, tự tạo ra cho mình một khung cảnh yên tĩnh và thanh tịnh, không mệt mỏi về vật chất và không hơn thua với thế giới, bình tĩnh lại để hưởng thụ cuộc sống lúc tuổi già. Thứ ba, bảo vệ ba kho báu. Người đến tuổi già có ba thứ dường như rất đỗi bình thường, nhưng nó quả thật là báu vật vô cùng quan trọng, nhất định phải bảo vệ thật tốt mới có thể an lòng mà sống cuộc đời về già hạnh phúc bình an. Đầu tiên là bảo vệ sức khỏe. Sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc. Chỉ khi sức khỏe tốt thì chúng ta có thật nhiều cơ hội để tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Người đến tuổi già thân thể bắt đầu đối mặt với quá trình lão hóa. Vì vậy, phải thiết lập ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia dinh dưỡng, tập luyện nhiều, vận động nhiều, phòng khi chưa bệnh, chữa khi có bệnh. Tiếp theo là bảo vệ người vợ. Đối với người già mà nói, vợ không chỉ là người đồng hành cùng bạn đến lúc đầu bạc răng long, mà còn là người cùng bạn tận hưởng khoảnh khắc già đi từng ngày. Người đến tuổi già phải trân trọng những người yêu thương ngay trước mắt, cùng tri kỷ nương tựa vào nhau, chăm sóc lẫn nhau, khi bận rộn thì cùng nhau làm việc, khi rảnh rỗi thì cùng nhau tản bộ. Phải nhớ rằng, chỉ có tri kỷ và vợ là người đi với ta đến cuối đường đời. Thứ ba là bảo vệ vốn cuối đời. Mỗi người đều phải để dành cho bản thân mình một số tiền dưỡng lão riêng để làm vốn về già. Đừng để cho con cháu tiêu xài hết số vốn về già ấy. Con có, cháu có không bằng bản thân có. Một khi bản thân không có số vốn để duy trì cuộc sống cơ bản của chính mình mà phải ngoảnh đầu lại để nương nhờ con trẻ thì liệu cuộc sống có an nhiên và bình thản?
Ngoài ba điều vừa rồi, nếu bước sang 50 tuổi, bạn giữ được hai bộ phận sau đây thông suốt thì chắc chắn sẽ sống khỏe mạnh đấy nhé. Bộ phận thứ nhất, mạch máu thông. Sự hoạt động bình thường của mạch máu không thể tách rời việc cung cấp và chuyển hóa máu trong cơ thể liên tục. Vì vậy, sức khỏe của mạch máu là tiêu chí chính để đánh giá sức khỏe của người trung niên và cao tuổi. Người bệnh về già là do mạch máu bị tắc nghẽn, thường gặp nhất là huyết áp cao, mỡ máu, đường huyết cao. Khi mạch máu thông suốt không bị tắc nghẽn, oxy, năng lượng và các chất dinh dưỡng khác nhau trong cơ thể có thể được vận chuyển kịp thời đến tất cả các bộ phận của cơ thể để đảm bảo các chức năng hoạt động tốt. Một khi mạch máu bị tắc nghẽn, lưu thông máu không được thông suốt sẽ gây ra hàng loạt các bệnh về tim mạch, mạch máu não, gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe của người trung niên và cao tuổi. Bộ phận thứ hai, đường ruột thông. Đường ruột được kết nối với nhau, con người ăn thức ăn hàng ngày, thông qua thức ăn có thể hấp thụ được năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Trong quá trình này sẽ sinh ra một lượng lớn chất thải và chất độc hại. Những thứ này chủ yếu được đào thải ra khỏi cơ thể qua đường ruột. Giữ cho đường ruột không bị tắc nghẽn và việc đại tiện diễn ra bình thường, các chất độc hại trong cơ thể con người có thể được làm sạch kịp thời. Khi con người già đi, chức năng đường ruột sẽ bị suy yếu, giảm nhu động ruột, tăng nguy cơ bị táo bón. Thường xuyên bị táo bón sẽ tích tụ ngày càng nhiều độc tố trong cơ thể, tương đối có hại cho các mô của con người. Vì vậy, nếu bạn sau 50 tuổi, đường ruột vẫn khỏe mạnh, đại tiện thông suốt, thì chúc mừng, cơ thể bạn khá khỏe mạnh đấy nhé. Thưa quý vị, chỉ cần khi bước sang độ tuổi 50, bạn giữ được 3 điều tốt vừa rồi và giữ cho mạch máu và đường ruột luôn thông suốt, thì chắc chắn nửa quãng đời còn lại sẽ sống khỏe mạnh và viên mãn vô cùng đấy nhé. Và thực tế thì tuổi 50 cũng là giai đoạn hình thành rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy, việc duy trì chế độ ăn uống và tâm lý ổn định để giữ gìn sức khỏe tốt và sống thọ là điều mà chúng ta cần đặc biệt chú ý. Vậy vào độ tuổi này, chúng ta nên có chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi video để tìm hiểu cụ thể nhé! 4 điều nên kiêng của người trên 50 tuổi. Điều thứ nhất, bỏ bữa sáng. Nếu nhịn ăn sáng thường xuyên, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe như viêm loét dạ dày, mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt đến tim mạch, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đồng thời, một nghiên cứu của một trường cao đẳng ở Anh cho thấy những người không ăn sáng sẽ phát ra tín hiệu yêu cầu lượng calo cao từ não của họ. Điều này làm tăng đáng kể khả năng ăn đồ ăn vặt vào bữa trưa và bữa tối. Vì vậy, muốn có một cơ thể khỏe mạnh, bạn nhất định phải ăn sáng hàng ngày. Điều thứ hai, bỏ cơn giận dữ. Nhiều người không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi họ già đi và thường để cảm xúc tiêu cực bị kiểm soát. Điều này không có lợi cho tuổi thọ. Nếu bạn bị bao quanh bởi những cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài, bạn có thể bị rút ngắn tuổi thọ của mình. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên tức giận có nhiều nguy cơ đột tử hơn so với những người luôn giữ được bình tĩnh. Điều thứ ba, thói quen ăn no quá. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ ăn đầy đủ 70% trong mỗi bữa ăn sẽ giúp bạn dễ dàng sống khỏe mạnh và lâu dài hơn. Thường xuyên ăn quá no quá mạnh sẽ dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Một khi đã mắc các bệnh về dạ dày thì rất khó giải quyết triệt để, đồng thời dễ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Điều thứ tư, ngủ gối không phù hợp. Gối quá thấp dễ gây ra gối trượt. Gối quá cao sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy thông suốt của đường thở, dễ ngáy. Hơn nữa, đầu gối cao trong thời gian dài dễ dẫn đến khó chịu ở cổ hoặc cù lưng. Chiều cao của gối dành cho người lớn là 8-12cm, có độ mềm mại và độ cứng vừa phải. Lưu ý gối không phải sử dụng cho đầu mà gối sử dụng cho cổ, mọi người không được sử dụng sai cách. 6 điều nên làm của người trên 50 tuổi. Thứ nhất, giữ tâm thái luôn ổn định. Trong cuộc sống, nếu luôn luôn giữ được tâm thái tốt thì mọi chuyện đều ổn. Một người có tâm thái tốt, dù gặp khó khăn, trở ngại gì, cũng luôn nghĩ đến mặt tốt của nó, cho dù khó khăn đến đâu cũng không sợ hãi, mà ngược lại còn có thể tự tìm thấy niềm hạnh phúc trong đó. Người xưa có câu, 3 phần tinh thần, 7 phần bệnh. Như vậy rõ ràng cho thấy hiệu quả tuyệt vời của người luôn giữ được tâm thái lạc quan, vui vẻ đối với sức khỏe. Thứ hai, dinh dưỡng đúng. Khi lớn tuổi, cơ quan tiêu hóa hoạt động kém hơn trước, khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể giảm. Việc ăn uống ở người tuổi 50 cần phải có những thay đổi phù hợp. Một số mẹo ăn uống dành cho người sau 50 tuổi. Chỉ nên ăn mỗi bữa 1 đến 1,5 chén cơm với ít nhất phân nửa phần ngũ cốc là nguyên vỏ, nguyên hạt như các loại đậu đỗ, gạo lứt còn cám, các loại khoai, bắp v.v. Chất đạm. Nhu cầu trung bình 1-1,2g/1kg/1 ngày. Tương ứng người nặng 55kg có thể ăn 55g đạm trên một ngày, phân bố đều theo các bữa ăn và bao gồm cả đạm động vật và thực vật.
hạn chế chất béo no từ da, phủ tạng động vật, thực phẩm chiên xào, thức ăn nhanh. Ưu tiên chất béo không no từ những loại cá biển sâu như cá hồi, cá trích, cá ngừ hay từ dầu thực vật. Ăn khoảng 300-400g rau xanh, 2-3 phần trái cây mỗi ngày, tương đương 1 trái táo, 1 trái cam, 1/2 ly nước ép trái cây. Thứ ba, uống trà thường xuyên. Trà có thể làm giảm nhờn, thúc đẩy tiêu hóa, chống oxy hóa v.v. Bạn cũng có thể uống thêm trà nhạt. Nói chung, lượng nước uống hàng ngày cần từ 1.500-2.000ml, điều này rất khó đối với nhiều người. Trà có thể làm giảm nhờn, thúc đẩy tiêu hóa, chống oxy hóa v.v. Vì vậy bạn cũng có thể uống thêm trà nhạt. Thứ tư, ấn huyệt thường xuyên. Như câu nói, nếu bạn muốn người già được bình an, ngũ quan luôn ấm áp. Huyệt sũng tuyền trên bàn chân là huyệt chính để bảo toàn sức khỏe và phòng chống bệnh tật, đồng thời là công tác sưởi ấm cho cơ thể con người. Nó nằm ở trung tâm của bàn chân, ở chỗ lõm của 1/3 trước của lòng bàn chân. Bạn có thể ấn và xoa bằng tay hàng ngày, có thể làm cho bạn tràn đầy năng lượng, tăng cường cơ thể và cải thiện khả năng chống lạnh. Thứ năm, tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục dành cho người trung niên và người già trên 50 tuổi có tác dụng rèn luyện cơ xương, chống loãng xương, tăng cường chức năng tim phổi, lưu thông khí huyết. Tập thể dục là cách đơn giản nhất để sống lâu hơn. Các bạn trung niên và cao tuổi sau 50 tuổi có thể tập thái cực quyền, đi bộ, chạy bộ phù hợp. Nhưng khó nhất là bạn phải kiên trì và duy trì tập luyện trong thời gian dài mới có kết quả tốt. Thứ 6. Ngâm chân thường xuyên. Ông cha ta đã dạy, giàu có thì uống thuốc bổ, nghèo khó thì ngâm chân. Quả thực bàn chân già đi, trước hết mọi bệnh tật đều bắt đầu từ bàn chân và nhiều bệnh tật bắt đầu từ bàn chân. Vì vậy, bạn nên kiên trì sử dụng nước nóng để ngâm chân hàng ngày, không chỉ có thể làm ấm cơ thể mà còn có lợi cho sức khỏe và tăng tuổi thọ. Cách làm, ngâm chân thật sạch, nước ngập cổ chân, ngâm cho đến khi cơ thể ra mồ hôi nhẹ, ngâm chân ở nhiệt độ 38-45 độ C trong khoảng 20 phút. Quý vị thân mến, vừa rồi là 3 điều quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn để giúp bạn sống khỏe mạnh, tinh thần tốt vào giai đoạn 50 tuổi để bảo vệ mình và gia đình. Chúng ta hãy cùng điểm lại nhé! 50 tuổi, giữ gìn được 3 điều sau đây sẽ sống rất thọ. Điều thứ nhất, ngủ ngon 3 giấc, bao gồm giấc ngủ dài, giấc ngủ trưa và giấc ngủ bù. Điều thứ hai, làm tốt 3 mặt, đó chính là giữ sĩ diện, giữ tình cảm và ít so đo. Điều thứ ba là bảo vệ 3 kho báu, bao gồm sức khỏe, người vợ và tài sản. Hãy áp dụng ngay những nguyên tắc này để sống khỏe mạnh và hạnh phúc bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.